Trạng da của tôi là bị thâm mụn, sẹo rỗ. Thì sau khi được bạn bè giới thiệu tới công ty Dermaster trải nghiệm liệu trình 360 độ New Skin, trải nghiệm cái liệu trình 360 mới. Đặc biệt hôm nay là mình làm cái liệu trình New Skin 360. Sau khi sử dụng liệu trình này thì mình cảm thấy da mình sáng hơn, mịn màng hơn, có vẻ mình cảm thấy tự tin hơn. Trải nghiệm và thử thấy là kết quả rất là tốt. Hiện nay thì cái tình trạng da chị đã cải thiện nhiều, nhìn nó khỏe hơn, nó sáng hơn. Sau khi làm thì mình cảm thấy rất hài lòng, da căng bóng bước, đặc biệt là lỗ chân lông được thu nhỏ hơn. Mình cảm ơn Dermaster đã cho mình được trải nghiệm một liệu trình mới tốt như vậy. Cảm ơn Dermaster Việt Nam đã cho mình trải nghiệm được cái liệu trình tuyệt vời này. Với mình là khá hoàn hảo. Cảm ơn Dermaster. Chị rất là hài lòng về cái dịch vụ cũng như là các sản phẩm của Spa Dermaster Việt Nam ở đây.